Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một cái dự án mạng ETH chia sẻ 20.000 đô la, cái dự án con GOE. Đây là một cái dự án random 2.000 slot đã lên CMC rồi. Làm thì chúng ta sẽ làm ở trên nền tảng Glam.io. Cái nền tảng này thì nó hay đánh captcha, mình rất là bực mình tại vì nó đánh captcha khá là nhiều. Đấy, mà hầu như là ai cũng bị luôn. Ok, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm từ từ cái dự án này nhé. Bát bạt. Đấy, mình đánh captcha rồi mà nó còn đơ ra này. Trời ơi chạy đi, rồi lại đánh tiếp captcha nữa hả? Trời ơi, tôi ấn đúng mà. Tôi có ấn sai đâu mà đánh lại nhỉ? Trời ơi, báo tố mà. Đấy, bực mình. Còn 62 đây nữa. Ôi giời, mọi người cứ từ từ mà làm nhá. Từ từ mà làm. Visit white paper này. Những cái này đơn giản thì chúng ta làm trước nha. Còn Twitter với Telegram mọi người có thể theo sau. Đấy, 61 đây nữa các bạn theo cũng được. Không sao cả. Add a question. Ở đây thì mình đã để cái câu trả lời ở đây. Đấy, thì mọi người chỉ cần copy lấy những cái câu này để những cái mình để ở đây này. Mọi người cứ copy lấy dán vào thôi nhé. Câu thứ nhất này, câu thứ hai chúng ta sẽ chọn Rabagot phải không? Đúng rồi. Đấy, câu thứ ba này. Đấy, câu thứ bốn này. Rồi. Continue. Thứ năm là các bạn copy lấy link giới thiệu bạn bè của mình tham gia, còn ở bên dưới là chúng ta sẽ dán ví. Đấy, còn Telegram cũng như là Twitter thì mọi người có thể đeo sau nhé mọi người nhé. Đấy. Link ở đây nhé, giới thiệu bạn bè. Còn cái trên này thì nếu cái nào visit ấy, thì mình cứ ấn đi. Nó chỉ cần mình visit thôi, cũng không cần phải theo gì cả. Đấy, nó tích về cho mình luôn. Cái này thì add ở trên CoinMarketCap. Đấy, mọi người add cho nó nhé. Đây này. Mọi người tích xanh cho nó cái là được. Rồi. Mọi người ấn continue. Đấy, còn ở trên này thì các bạn tự theo nhé các bạn nhé. Tại vì là nó còn khá là lâu nữa cho nên là mình cũng không cần phải theo sớm làm gì ạ. Hoặc là các bạn muốn thích thì các bạn có thể làm luôn. Một thể. Tại vì là mình khỏi phải 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 vào và khỏi phải để ý đến nó nữa mọi người ạ. Đây chúng ta làm luôn nhé. Kệ sáu mấy đây kệ nó. Đấy, không ăn trước thì ăn sau mọi người nhé. Đấy, không biết có trúng không nữa ấy. Cái này là tweet này. Các bạn tweet cho nó cái nhé. Ok chưa mọi người ơi. Làm thì khá là lằng nhằng và khá là mệt. Nó lại còn đánh gì nhỉ? Nó đánh gọi là random nữa, vì thế cho nên cũng rất là khó để chiến thắng nha mọi người nha. Đấy, bạn nào mà chưa chiến thắng, chưa may mắn ấy, thì mọi người cũng đừng buồn nhé các bạn nhé. Có những cái dự án hàng mấy chục, mấy trăm nghìn người ấy, mà nó lấy có một người, 1.000 thôi à. Đấy, vì thế cho nên là nhiều lúc nhân phẩm ấy, mình cứ hay nói là nhân phẩm không tốt đấy, nó cũng không trúng luôn. Rồi, continue tiếp. Cái này đít cao này. Mọi người, à cái phần discount này phải nói cho mọi người biết nha, là nó có cái xác minh ấy, nếu mà các bạn không xác minh là nó sẽ không 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 được đâu nha. Đây các bạn vào đây để hướng dẫn các bạn xác minh luôn. Thôi tiện thì làm luôn đi mọi người ạ, không để là mai kia này là mình bị quên đấy mọi người. Đấy, tự dưng mình không có để ý đến là mình quên. Đây nó có cái phần verification, mọi người ấn vào đây phát nó hiện ra hết cái này thì là ok nhá mọi người nhá. Đấy, continue. Cái này thì chúng ta chỉ join Telegram thôi. Đấy. What username discount hả? Ôi trời ơi. Tôi tắt mất đi rồi, vừa mới ấn xong.
Nó đòi tên đít cao đó mọi người ạ. Đây. Rồi. Đấy, tiếp theo là chúng ta sẽ theo dõi hai cái group ở trên Telegram nhé. Rồi. Rồi tiếp. Đấy, mình ấn mình tí nữa mình join sau. Cuối cùng là các bạn sẽ có một cái link giới thiệu bạn bè. Các bạn copy là link giới thiệu bạn bè để các bạn có thể kiếm được nhiều cái point. Thì các bạn sẽ tăng cơ hội để chúng ta có thể trúng cái chương trình của nó các bạn nhé. Đấy, như thế là xong rồi đấy mọi người ạ. Các bạn nào mà chưa tham gia dự án này thì các bạn đăng ký và tham gia ủng hộ nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này cùng mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.